mướn cái chùm nhỏ nhỏ đặng chú mở cho khách người ta tập trung một chỗ dễ, chứ hồi xưa chú đẩy xe chú bán dạo không à, được 40 mấy năm nay rồi. Hồi xưa chỉ có nhân đậu xanh với nhân dừa, sau này chú làm thêm bơ sữa vô và bơ đường rồi sầu riêng đậu phộng, một ngày chú tầm khoảng 200 tới 200 mấy, bữa nào cao điểm là được 300 bánh. Nhưng mà món thủ công, món này món thủ công, con muốn làm nhiều làm cũng không nổi đâu con. Khi mà nướng là cực sức nha, cứ nướng làm nước bánh này là mình phải biết coi lửa, cái khuôn nó phải đủ nóng, giờ cái nắp nó đủ nóng, lửa bao nhiêu là mình nó nhiệt độ bao nhiêu nó mới đủ với nó. Cái khi mà mình ăn vào mình sẽ cảm nhận được cái vị mềm xốp của bánh và nó không bị bở quá, hương vị thì khá là ngọt, khá là vừa, không có bị gắt. Hôm nay tôi tìm lại người em làm bánh dừa cây vé. Chú đang truyền lại cho đứa con trai bán, chú cũng lớn tuổi rồi.